Đây là khi anh em tôi diễn nhưng quên lời. Nè, cầm cái kem ăn đi cho mát em à. Dạ, em cảm ơn anh Yên. Mà sao anh nói đi quay video cái là em mừng ghê thế? Tại em đam mê YouTuber lâu rồi. À, thế à. Hả? Đúng rồi.